song giá gạo xuất khẩu sẽ diễn biến ra sao? Một loại sâu hoành hành khiến lúa cháy đen, dân huyện này ở Nghệ An lo mất mùa. Ngoài sầu riêng, người Trung Quốc rất thích ăn dừa tươi của Việt Nam, mỗi năm có thể xuất khẩu 1 tỷ đô la Mỹ. Song giá gạo xuất khẩu sẽ diễn biến ra sao? Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, giá gạo đã tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm. Sau khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo và điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất và nguồn cung lương thực thiết yếu này của châu Á. Gạo rất quan trọng đối với chế độ ăn uống của hàng tỷ người và đóng góp tới 60% tổng lượng calo tiêu thụ của người dân ở các khu vực Đông Nam Á và châu Phi. Theo các chuyên gia, giá gạo tăng đột biến luôn gây tổn thương nhiều nhất cho người tiêu dùng nghèo. Mối lo ngại cấp bách nhất hiện nay là liệu Thái Lan và Việt Nam có theo chân Ấn Độ để áp dụng các biện pháp kiểm soát đáng kể đối với hoạt động xuất khẩu gạo hay không. Nếu điều đó xảy ra, rất có thể giá gạo xuất khẩu trên thế giới vượt quá 1.000 đô la Mỹ trên tấn. Thái Lan thường sản xuất khoảng 20 triệu tấn gạo xay, một nửa trong số đó được tiêu thụ trong nước, nửa còn lại thường được xuất khẩu. Mặc dù chính phủ Thái Lan không có kế hoạch hạn chế xuất khẩu gạo, nhưng các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cũng đang tỏ ra lo ngại về sự biến động của giá cả và sự không chắc chắn về nguồn cung. Với lượng gạo xuất khẩu 6 đến 8 triệu tấn trên năm, hiện Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia gạo xuất khẩu nhiều nhất thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ và Thái Lan. Gạo Việt theo đó được xuất khẩu sang 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, tính đến tháng 8 năm nay, Philippines, Trung Quốc và Indonesia là 3 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Chính sách xuất nhập khẩu gạo của một số nước, những diễn biến bất thường của khí hậu thời tiết và vấn đề an ninh lương thực quốc gia đang là những vấn đề tác động mạnh đến thị trường lúa gạo toàn cầu. Thị trường thương mại gạo thế giới vẫn đang chứa đựng nhiều biến động và rủi ro. Trước các biện pháp ứng phó từ nhiều quốc gia và bối cảnh nguồn cung gạo ngày càng thắt chặt như hiện nay, một số chuyên gia ngành hàng này cho rằng giá gạo xuất khẩu có thể tăng tiếp. Song từ nay đến cuối năm chỉ quanh mốc 600 đến 800 đô la Mỹ trên tấn, rất khó đạt ngưỡng 1.000 đô la Mỹ trên tấn như 2008. Và với Việt Nam, các bộ ngành chức năng vẫn giữ vững quan điểm xuất khẩu khoảng 7 đến 8 triệu tấn gạo, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực trong nước, thể hiện uy tín và vị thế của một trong những nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Hoành hành khiến lúa cháy đen, dân huyện này ở Nghệ An lo mất mùa. Hiện tại trên các cánh đồng ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, một diện tích rất lớn lúa vụ mùa đang nhiễm rầy nâu nặng. Nhiều nơi cây lúa đã chuyển sang màu vàng, thậm chí có nơi cháy đen, nguy cơ mất trắng. Trong đó các địa phương có diện tích lúa bị nhiễm bệnh nặng nhất là xã Châu Kim, thị trấn Kim Sơn, xã Mường Nọc, xã Châu Thôn, xã Chi Lễ. Ông Lô Văn Đên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Nọc chia sẻ, toàn xã có 195 ha lúa vụ mùa. Hầu hết diện tích lúa trên địa bàn đã bị nhiễm rầy nâu. Trong đó, hơn 5 ha bị nhiễm nặng có nguy cơ mất trắng hoàn toàn, 120 ha ở mức độ trung bình, khoảng 70 ha bị nhiễm bệnh nhẹ. Cũng theo ông Đên, trước đó, địa phương cũng đã chủ động kiểm tra, khuyến cáo người dân phun thuốc phòng trừ và diệt rầy nâu ngay khi phát hiện. Khi diện tích lúa nhiễm bệnh tăng cao, Ủy ban Nhân dân xã Mường Nọc cũng đã tổ chức phun thuốc diệt trừ rầy nâu đồng loạt trên các cánh đồng của địa phương. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, sáng nắng chiều mưa nên việc phun thuốc không mang lại hiệu quả. Vì thế, diện tích lúa nhiễm bệnh ngày một tăng nhanh. Với điều kiện khí hậu đặc thù, tại huyện Quế Phong lúa vụ mùa được gieo cấy muộn hơn các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Trong khi một số địa phương đã bắt đầu thu hoạch, thì tại huyện Quế Phong hiện tại lúa đang trong thời kỳ làm đồng trổ bông. Năm nay nguồn nước thuận lợi, nên diện tích lúa tại các địa phương ở huyện Quế Phong tăng, toàn huyện Quế Phong có 2.552 ha lúa. Ngay từ đầu mùa vụ, khi phát hiện một số loại sâu bệnh trên cây lúa, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Quế Phong đã có văn bản gửi các phòng ban chuyên môn và 12 xã thị trấn, đề nghị tăng cường chăm sóc, phòng chống sâu bệnh và diệt ốc bươu vàng hại lúa. Trong đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Quế Phong yêu cầu Hội Nông dân các xã và thị trấn tăng cường phối hợp với các phòng ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra, tham đồng để kịp thời phát hiện, nắm bắt tình hình sâu bệnh, rầy nâu, ốc bươu vàng và các loại côn trùng gây hại khác. Từ đó chủ động xây dựng kế hoạch, các biện pháp phòng chống sâu bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Mặc dù vậy, mùa này ở huyện Quế Phong nắng mưa thất thường, rất thuận lợi cho rầy nâu phát triển nên việc phòng trừ không hiệu quả cao. Khi người dân phun thuốc vào buổi sáng thì đến chiều có mưa nên thuốc mất tác dụng. Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An có khoảng 257 ha lúa vụ mùa, hầu hết diện tích lúa đã bị nhiễm rầy nâu, nhiều ruộng lúa đã chuyển màu vàng. Bà Lô Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Kim Sơn cho biết, hiện một số diện tích lúa đã cháy đen, mất trắng hoàn toàn. Hiện tại địa phương cũng đang thống kê mức độ thiệt hại cụ thể. Nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình ở huyện miền núi Quế Phong trông cậy vào thu hoạch lúa vụ mùa.
Với thực trạng lúa nhiễm dày nâu như hiện tại thì nguy cơ mất mùa rất cao. Ông Phan Xuân Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quế Phong cho biết, theo số liệu thống kê sơ bộ đến ngày 1 tháng 9, toàn huyện có khoảng 1.400 ha lúa vụ mùa bị nhiễm dày nâu, trong đó có 357 ha lúa bị nhiễm nặng nguy cơ mất trắng hoặc sản lượng giảm từ 50 đến 70%. Trước đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các cơ quan chuyên môn huyện Quế Phong cũng đã nhiều lần khảo sát thực tế, tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện ban hành 2 công điện để chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Tuy nhiên, dày nâu xuất hiện vào thời điểm cây lúa đang làm đồng. Khi bà con phun thuốc thì có mưa kéo dài trong khoảng 1 tuần nên mất thời điểm vàng để diệt trừ dày nâu. Sau mưa, dày nâu phát triển mạnh, cây lúa đã bắt đầu cháy lá, chuyển sang màu vàng nên việc phun thuốc không mang lại hiệu quả cao. Đối với diện tích lúa chưa bị nhiễm bệnh, huyện Quế Phong đang tích cực hướng dẫn người dân và chính quyền địa phương chủ động các biện pháp phòng chống. Ngoài sầu riêng, người Trung Quốc rất thích ăn dừa tươi của Việt Nam, mỗi năm có thể xuất khẩu 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã lên tới 1,1 tỷ đô la Mỹ. Sau khi hai nước ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch dừa tươi sang Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu dừa tươi hàng năm sẽ nhanh chóng vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Tại chương trình giao lưu kết nối kinh doanh doanh nghiệp Trung Quốc với doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ phối hợp lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tại thành phố Cần Thơ vào chiều qua ngày 5 tháng 9, ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, Giám đốc công ty Vinachance chi nhánh tại thành phố Cần Thơ cho biết, trong những tháng đầu năm 2023, dù chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, thương mại Việt Nam-Trung Quốc vẫn đạt con số bình quân hơn 10 tỷ đô la Mỹ trên tháng. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với một số mặt hàng nông sản của Việt Nam. Chỉ 5 tháng đầu năm, gạo xuất khẩu đạt gần 650.000 tấn, hơn 364 triệu đô la Mỹ, tăng 63% về lượng, tăng gần 80% so cùng kỳ, ông Phương nói. Đối với hàng rau quả, ông Phương nói, sắn đứng hàng thứ nhất và thủy sản đứng thứ ba chỉ sau Mỹ và Nhật, chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Và gần đây việc mở cửa nhập khẩu chính ngạch cho mặt hàng sầu riêng đã giúp mặt hàng này đạt và vượt 500 triệu đô la Mỹ từ tháng 5 năm nay, chiếm 95% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Ông Phương nhận định, những con số nói trên thật rất ấn tượng. Đây là những con số biết nói lên được sự cố gắng nỗ lực trong kết nối giao thương giữa hai nước nói chung và giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước nói riêng. Trong đó có sự đóng góp rất lớn nông sản đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ nói. Cũng tại chương trình giao lưu kết nối trên, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường cho biết, Trung Quốc có thị trường rất rộng lớn với dân số 1,4 tỷ người và có nhu cầu khá lớn về nông sản chất lượng cao. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc tiếp tục trở thành thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm 21,9%, tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã lên tới 1,1 tỷ đô la Mỹ, thúc đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Về mặt hàng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 7 đạt 180 triệu đô la Mỹ, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Trung Quốc và Việt Nam cũng đang đẩy mạnh thực hiện xuất khẩu chính ngạch nhiều loại nông sản sang Trung Quốc. Chẳng hạn vào tháng 8 năm nay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc tiến hành kiểm tra trực tuyến thông qua video đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi tại Việt Nam. Điều này sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho dừa tươi, một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc trong thời gian sớm nhất. Tổng lãnh sự Trung Quốc Ngụy Hoa Tường cho hay, theo dự đoán của các chuyên gia, sau khi hai nước chính thức ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch dừa tươi sang Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu dừa tươi hàng năm của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ nhanh chóng vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc VCCI Cần Thơ nhấn mạnh, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam với các loại nông sản chủ lực như lúa gạo, thủy sản, trái cây. Việt Nam và Trung Quốc đang có lợi thế rất lớn cho giao thương khi hai nước có liền dãi biên giới trên bộ. Năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam trị giá đạt 48,9 tỷ đô la Mỹ, năm 2022 là 57,7 tỷ đô la Mỹ và 7 tháng đầu năm nay đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Ngoài các mặt hàng có giá trị cao như điện thoại, linh kiện điện tử thì riêng mặt hàng thủy sản và rau quả chiếm trên 10% tổng kim ngạch, đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 và dự kiến đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ năm 2023.